Cô chào các em học sinh lớp 8 trường trung học cơ sở Chu Văn An. Hôm nay cô sẽ giới thiệu chủ đề nhận biết chất. Đây là một dạng bài tập rất quen thuộc trong bộ môn hóa học. Vậy nguyên tắc khi nhận biết chất là gì? Chúng ta sẽ dựa vào tính chất vật lý hoặc tính chất hóa học đặc trưng của từng chất để nhận biết chất. Để nhận biết dung dịch axit và bazơ, ta dùng giấy quỳ tím. Nếu quỳ tím hóa đỏ thì đó là dung dịch axit. Quỳ tím hóa xanh, đó là dung dịch bazơ. Cô hướng dẫn các em cách trình bày bài tập nhận biết chất. Đầu tiên là lấy mẫu thử. Các em chú ý, ta phải có cái bước lấy mẫu thử này. Vì ta lấy một ít mỗi chất là mẫu thử thôi, để sau khi xác định đúng tên chất, ta vẫn còn cái chất đó sử dụng cho các thí nghiệm khác. Bước tiếp theo là chọn thí nghiệm phù hợp để nhận biết các chất. Và từ hiện tượng thí nghiệm, ta xác định được tên chất. Và cuối cùng là viết phương trình hóa học minh họa nếu có. Em làm bài tập vận dụng. Có 3 lọ mất nhãn đựng riêng biệt các chất lỏng NaOH, HCl, H2O. Hãy nhận biết từng chất. Ta nhận thấy NaOH là dung dịch bazơ, HCl là dung dịch axit. Do đó các em sẽ dùng giấy quỳ tím để nhận biết. Cách trình bày bài như sau. Lấy mẫu thử. Lần lượt cho quỳ tím vào từng mẫu. Mẫu thử nào làm quỳ tím hóa đỏ là HCl. Mẫu thử làm quỳ tím hóa xanh là NaOH. Và mẫu thử làm quỳ tím không đổi màu là nước. Ta nhắc lại thí nghiệm nhận biết một số chất khí.
Với đoạn phim các em vừa xem, cô nhắc lại nha, ta sẽ dùng que diêm đang cháy. Thì có hiện tượng, có tiếng nổ nhỏ, ta nhận ra đó là khí hydro. Hoặc có một cách khác là ta sẽ dùng CO đun nóng. Khi dẫn khí qua CO đun nóng thì CO từ màu đen sẽ chuyển thành CO đỏ gạch. Với hiện tượng này ta cũng nhận ra được khí hydro. Dùng dung dịch thuốc tím. Hiện tượng dung dịch thuốc tím mất màu, ta nhận biết được khí SO2. Dùng que đóm còn tàn đỏ để nhận biết khí oxy. Hiện tượng chúng ta thấy được đó là que đóm bùng cháy. Và dùng dung dịch nước vôi trong để nhận biết khí CO2 với hiện tượng nước vôi trong hóa đục. Các em lưu ý thêm là khí SO2 cũng làm đục nước vôi trong. Do đó trong các bài tập nhận biết có cả hai khí SO2 và khí CO2 thì ta luôn ưu tiên dùng dung dịch thuốc tím để nhận biết khí SO2 trước. Sau đó ta mới tiếp tục nhận biết CO2 bằng dung dịch nước vôi trong. Các em lưu ý nhé. Các em vận dụng giải bài tập số 1. Có 3 lọ mất nhãn đựng riêng biệt các khí oxy, khí lưu huỳnh dioxide và không khí. Bằng thí nghiệm hóa học nào có thể nhận ra các chất khí trong mỗi lọ? 3 khí này đều là các khí không màu. Ở đây, khí oxy và khí lưu huỳnh dioxide có thể nhận biết được bằng cách dùng que đóm còn tàn đỏ để nhận biết khí oxy, dùng dung dịch thuốc tím để nhận biết khí lưu huỳnh dioxide. Còn không khí thì không có tính chất học đặc trưng, nên khi đã xác định được lọ nào chứa khí oxy, lọ nào chứa khí lưu huỳnh dioxide thì lọ cuối cùng các em suy ra đó chính là lọ chứa không khí. Ta trình bày phần bài giải như sau. Lấy mẫu thử. Dẫn mẫu khí qua dung dịch thuốc tím. Mẫu nào làm dung dịch thuốc tím mất màu thì đó là khí SO2, không hiện tượng là khí oxy và không khí. Tiếp tục dùng que đóm còn tàn đỏ cho vào từng mẫu. Thì mẫu nào làm que đóm bùng cháy đó là khí oxy, còn lại là không khí. Bài tập 2. Có 3 lọ mất nhãn đựng riêng biệt các khí oxy, hydro, nitơ. Bằng thí nghiệm hóa học nào có thể nhận ra các chất khí trong mỗi lọ? Các em nhớ lại, khí oxy có thể nhận ra bằng cách dùng que đóm còn tàn đỏ hoặc là que diêm đang cháy. Khí hydro ta dùng CO đun nóng hoặc là dùng que diêm đang cháy. Khí nitơ không duy trì sự cháy nên khí nitơ sẽ làm cho que diêm đang cháy bị tắt. Do đó các em có thể trình bày bài này như sau. Sau khi lấy mẫu thử thì ta sẽ dùng que diêm đang cháy cho vào từng mẫu. Mẫu nào làm cho que diêm cháy sáng mạnh hơn đó là khí oxy. Mẫu khí nào có tiếng nổ nhỏ là khí hydro. Mẫu khí làm cho que diêm tắt đó là khí nitơ. Và ta viết phương trình minh họa hydro cháy trong khí oxy và tạo ra nước. Cách thứ hai để nhận biết các chất này thì ta sẽ dẫn các mẫu khí qua CO đun nóng. Mẫu nào làm cho CO từ màu đen chuyển thành CO đỏ gạch, ta kết luận đó là khí hydro. Viết phương trình minh họa hydro tác dụng với đồng hai oxit ở nhiệt độ cao tạo ra nước và đồng. Không hiện tượng đó là khí oxy và khí nitơ. Tiếp theo ta dùng que đóm còn tàn đỏ cho vào từng mẫu. Mẫu nào làm que đóm bùng cháy đó là khí oxy. Mẫu làm que đóm tắt đó là khí nitơ. Qua phần hướng dẫn vừa rồi thì cô yêu cầu các em ghi nhớ các thí nghiệm nhận biết chất đã học và biết cách trình bày bài tập nhận biết. Chúc các em học tốt. Cô chào tất cả các em nha.